Đấu phá thương khung phần 7 tập 29. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vua Phim 10 phút. Tiếp theo bối cảnh ở tập trước. Một đầu tóc tím thon dài đương nhiên là Tử Nghiên, nhưng giờ phút này, trên thân thể nàng lại tràn ngập một loại uy áp đáng sợ khiến cho Tiêu Viêm hết hồn. Loại uy áp này tựa hồ như đến từ thanh trường kiếm màu vàng trong tay nàng. Nam Long Vương cũng ngơ ngác nhìn cánh tay trống rỗng của mình. Sau khi bắp tay hóa thành rồng, lực phòng ngự của cơ thể đã đạt đến một trình độ kinh khủng trong thời gian ngắn. Cho dù cứng đối cứng cùng một gã cường giả ngũ tinh đấu thánh, cánh tay kia cũng sẽ không bị chặt đứt một cách dễ dàng như vậy. Nhưng mà Đồ Long Kiếm, là Đồ Long Kiếm. Ngươi lại có thể triệu hồi ra Đồ Long Kiếm. Tình trạng ngơ ngẩn kéo dài một lát thì liền bị sự đau nhức từ cánh tay làm bừng tỉnh. Nam Long Vương ngẩng mạnh đầu, nhìn Tử Nghiên đạp bước hư không mà đến, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở thanh trường kiếm được cấu tạo từ chất lỏng màu vàng trong tay nàng. Một bên, trong lòng Tây Long Vương cũng chấn động mãnh liệt. Hai mắt vốn đỏ ngầu cũng xuất hiện vẻ kinh hãi muốn chết. Cả người hắn run rẩy nhìn trường kiếm trong tay Tử Nghiên. Trên khuôn mặt rốt cục hiện lên vẻ sợ hãi. Đồ Long Kiếm, thứ này cũng không phải là một loại vũ khí, mà là một loại đấu kỹ chí cường của Thái Hư Cổ Long bộ tộc. Loại đấu kỹ này chỉ có người sở hữu huyết mạch vương tộc Cổ Long tinh thuần nhất mới có thể thi triển ra. Thậm chí, cho dù là Tam Đại Long Vương bọn họ cũng không thể thi triển. Nhưng bọn họ không thể ngờ rằng Tử Nghiên lại có thể làm được điều đó. Phải biết rằng, các đời Long Hoàng trước đây thực lực phải đạt tới lục tinh đấu thánh mới có thể miễn cưỡng triệu hồi Đồ Long Kiếm, mà bây giờ Tử Nghiên chỉ có thực lực tứ tinh đấu thánh sơ kỳ mà thôi. Đồ Long Kiếm, tên như ý nghĩa, chuyên môn dùng để đồ long. Đây là một loại thủ đoạn chuyên thuộc về Long Hoàng. Trừ phi Cổ Long có thực lực vượt xa Đồ Long Kiếm, nếu không, khi đối mặt với nó thì bất kỳ Cổ Long nào cũng đều yếu ớt như đậu hũ. Đồ Long Kiếm. Trên Đông Long đảo, giờ khắc này tất cả mọi người đều ngừng lại thân mình, ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện ra sự sợ hãi nhìn bóng hình xinh đẹp đạp trên hư không. Cho dù là huyền ma hay các cường giả khác đều không nhịn được mà run rẩy thân thể. Đó là sự sợ hãi đến từ sâu trong huyết mạch. Đồ Long Kiếm là thứ mà tất cả Thái Hư Cổ Long đều cực kỳ e ngại. Long Hoàng bệ hạ cư nhiên triệu hoán ra Đồ Long Kiếm. Tất cả trưởng lão của Đông Long đảo cũng run rẩy ngước nhìn hư không, kích động đến mức nước mắt đầy mặt. Long Hoàng có thể triệu hồi ra Đồ Long Kiếm mới là Long Hoàng chân chính. Từ nay về sau, Tử Nghiên đã có đủ quyền uy để thống trị Cổ Long bộ tộc. Đồ Long Kiếm đã xuất thế. Ai mới là Long Hoàng thực sự? Nếu các ngươi còn cứ khăng khăng một mực, cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục trước mặt Đồ Long Kiếm. Đại trưởng lão Đông Long đảo trôi nổi giữa không trung, cầm long trượng lớn tiếng giống lên. Nghe được tiếng hô của lão, một số chiến sĩ trong Tam đảo sắc mặt đều thay đổi. Thậm chí ngay cả ba người huyền ma cũng không dám nói nhiều nửa câu. Uy áp của Đồ Long Kiếm từ trong hư vô không gian khuếch tán đến tận đây, làm cho bọn họ có cảm giác như bị đè nặng trên lưng. Cái thứ khủng bố chém rồng như chém gà kia giống như đã đặt ở trên cổ bọn họ. Bàng bàng, sự yên tĩnh bao phủ Đông Long đảo. Một lát sau rốt cuộc, cũng có chiến sĩ Tam đảo không thể chịu đựng được loại uy áp xuất phát từ huyết mạch này, quỳ xuống hướng về phía hư không xa xa kia. Mà theo người đầu tiên quỳ xuống, sau đó không lâu, càng ngày càng nhiều cổ long đã làm ra lựa chọn, quyết định thần phục. Nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt huyền ma cùng một số cao tầng có thực lực mạnh mẽ của Tam đảo cũng từ từ tái nhợt. Bọn họ biết hôm nay đại thế thực sự đã mất, sau này Đông Long đảo sẽ vượt qua Tam Đại Long đảo rất xa. Đi mau. Khi thế cục trên Đông Long đảo đã đại biến thì bên trong hư vô Tây Long Vương cũng mạnh mẽ áp xuống cảm giác sợ hãi trong lòng, gầm lên giận dữ, thân hình trong nháy mắt lui lại. Mà Nam Long Vương ở một bên cũng bất chấp cánh tay bị cắt đứt, vẻ mặt kinh hãi vội vàng lui về phía sau. Loại phản nghịch này. Đồ Long Kiếm, chém. Hai tròng mắt màu tím của Tử Nghiên lạnh lùng nhìn hai người đang lui lại kia, giọng nói lạnh thấu xương truyền ra. Chợt, Đồ Long Kiếm trong tay chậm rãi giơ lên, vung về phía Tây Long Vương. Một kiếm vung xuống, phảng phất như có một cơn sóng kỳ dị đang trào ra từ trong mũi kiếm. Khi một kiếm kia vừa vung xuống, Tây Long Vương cũng đã phát hiện ra, lập tức trong mắt càng thêm sợ hãi, một tiếng gầm nhẹ truyền ra từ trong miệng. Nhất thời, đầu, thân thể, cánh tay, nửa người trên của hắn đều xuất hiện từng lớp vảy rồng. Vảy rồng hiện ra ánh sáng kỳ dị, giống như không thể phá vỡ. Nhưng mà lớp phòng ngự nhìn như cực kỳ mạnh mẽ này chỉ sau một lát đã trực tiếp tan rã. Từ trong Đồ Long Kiếm xuất hiện năng lượng kỳ dị, xuyên qua hư không, nhẹ nhàng xẹt qua thân thể. Suy, dao động xẹt qua, sắc mặt Tây Long Vương liền trở nên trắng bệch, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Hắn kinh hãi cúi đầu, lại nhìn thấy một vết thương vô cùng lớn trạch từ bả vai xuống, kéo dài đến bên kia hông. Ở đó che kín vảy rồng cứng rắn, nhưng lại vỡ ra hai nửa giống như đậu hũ, nơi bị vỡ cực kỳ bóng loáng. Phía sau vảy rồng, máu tươi chảy ra ào ào như suối, mơ hồ còn có thể nhìn thấy nội tạng bên trong cơ thể. Một kiếm làm Tây Long Vương trọng thương. Uy lực của Đồ Long Kiếm đối với Thái Hư Cổ Long mà nói, quả thực là cực kỳ khủng bố. Chỉ trong chớp mắt sau, một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa truyền ra từ trong miệng Tây Long Vương.
đau nhức sâu tận xương tủy, làm cho thân thể hắn run rẩy kịch liệt, thần trí bắt đầu trở nên mê muội. Cách đó không xa, bên cạnh Tây Long Vương, Nam Long Vương nhìn thấy cảnh này thì tay chân không khỏi lạnh như băng. Hắn hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Trong lúc này, không hề có suy nghĩ cứu người. Hiện tại ý niệm duy nhất của hắn là mau chóng rời khỏi nơi này. Uy áp của Đồ Long kiếm thực sự khiến cho hắn muốn điên mất. Tiêu Viêm cũng nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng tràn đầy rung động. Đối với lực phòng ngự khủng bố của ba tên này, hắn đã tự kiểm nghiệm qua. Ngay cả hủy diệt hỏa liên mạnh nhất của hắn cũng chỉ có thể khiến bọn họ bị thương. Nhưng Tử Nghiên chỉ cần một kiếm nhẹ nhàng vung xuống, thiếu chút nữa liền lấy mạng của Tây Long Vương. Chạy mau! Nam Long Vương gào lên một tiếng, thân thể cấp tốc lui lại. Tây Long Vương cũng biết lưu lại chỉ còn đường chết, một tay che lại miệng vết thương dữ tợn, cấp tốc vận chuyển đấu khí trong cơ thể, điên cuồng lui lại. Bên cạnh Tiêu Viêm, Tử Nghiên chậm rãi đi qua. Ánh mắt của nàng lạnh lùng nhìn hai người muốn chạy trốn, Đồ Long kiếm trong tay lại giơ lên lần nữa, chợt khẽ vạch xuống. Khi một kiếm này vừa vạch xuống, Tiêu Viêm chợt nhìn thấy trong mái tóc dài màu tím của Tử Nghiên, đột nhiên có một số sợi biến thành màu xám trắng. Đồ Long kiếm này đang tiêu hao sinh mệnh lực của Tử Nghiên. Nhìn thấy vậy, trong lòng Tiêu Viêm nhất thời chấn động. Ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt, bổn vương liều mạng với ngươi. Nhìn thấy Tử Nghiên lại vạch xuống một kiếm, trong lòng Tây Long Vương cùng Nam Long Vương đồng thời xuất hiện một mùi vị tử vong đang tới dần. Bọn hắn bây giờ đều đã trọng thương, một kiếm vung xuống, đương nhiên là giữ nhiều lành ít. Kinh nghiệm lúc trước cũng làm cho bọn họ biết, dưới Đồ Long kiếm, bọn họ không thể trốn thoát. Hai người lập tức cũng bị bức đến điên cuồng, một ngụm máu đạm kim sắc đột nhiên phun ra. Long Hoàng Trung, kim sắc huyết dịch trước mặt hai người mau chóng tan ra, sau đó hóa thành một chiếc chuông lớn màu hoàng kim có chân và cao đến vài chục trượng, bao bọc lại thân thể hai người Tây Long Vương. Cong, kim sắc đại chuông vừa thành hình, cơn sóng dao động kỳ dị đã lướt đến như thiểm điện, cuối cùng mạnh mẽ oanh kích lên trên kim sắc đại chuông. Phanh, thanh âm lớn truyền ra, kim sắc đại chuông đột nhiên dao động kịch liệt tạo thành từng gợn sóng xoay tròn, trong ánh mắt kinh hãi của hai người Tây Long Vương, muốn nổ tung ra. Suy, kim sắc đại chuông nổ mạnh, dao động còn sót lại đã ảnh hưởng đến hai người Tây Long Vương. Lập tức một chiếc chân của mỗi người đã văng ra xa. Ngắn ngủi mấy phút, nhị đại Long Vương đã biến thành Long Vương tàn tật. Nghịch đồ cũng muốn thi triển Long Hoàng lực. Nhìn thảm trạng của hai người, trên gương mặt Tử Nghiên cũng hiện lên một nụ cười lạnh. Đồ Long kiếm trong tay không chút lưu tình lại vạch xuống lần nữa. Phụt, một kiếm này cũng không thuận lợi vạch xuống. Khi vừa mới giơ lên một nửa, thân thể mềm mại của Tử Nghiên liền run lên, một ngụm máu vàng nhạt phun ra, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Cho dù một kiếm kia không hoàn toàn vung xuống, nhưng vẫn có một luồng dao động truyền ra như trước, nhanh chóng lướt về phía hai người Nam Long Vương. Mà ở trong trạng thái trọng thương, hai người cũng chỉ có thể kinh hãi cảm nhận cỗ dao động càng lúc càng gần. Vụt. Nhưng khi hai người vừa bị cỗ dao động kia chạm đến thì một thân ảnh nhanh như chớp lướt đến, đúng là Bắc Long Vương từ nãy giờ chưa hiện thân. Mỗi tay hắn nắm lấy bả vai một người, trực tiếp phun ra một ngụm máu, tốc độ tăng vọt, lóe lên vài cái đã biến mất trong không gian hư vô. A! À, sau khi thân ảnh kia biến mất không lâu, từ phương hướng chạy trốn lại truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương, rõ ràng là không tránh được luồng dao động kỳ dị kia đuổi giết. Tam Đại Long Vương đã chiến bại. Nhìn thấy ba thân ảnh chật vật chạy trốn trên Đông Long đảo, thân thể Huyền Ma bỗng lạnh xuống, chợt thân hình đột ngột phóng lên, cùng một vài trưởng lão Tam đảo chia ra bốn phương tám hướng mà chạy trốn. Nếu tiếp tục lưu lại thì rõ ràng là muốn chết. Thật là một thanh kiếm khủng khiếp. Tiêu Viêm nhìn thân ảnh ba người Bắc Long Vương biến mất, chợt ánh mắt chuyển về thanh kiếm giống như chất lỏng trong tay Tử Nghiên, trong lòng khẽ hút một hơi khí lạnh. Phụt, ba người Bắc Long Vương chạy trốn, thân thể Tử Nghiên cũng không vì vậy có động tĩnh gì, đôi mắt màu tím hiện lên vẻ lạnh lùng nhìn chằm chằm về hướng ba người biến mất. Một lát sau, thanh kiếm màu vàng như được tạo thành từ chất lỏng trong tay chậm rãi dao động, rồi chợt biến mất không thấy. Mà khi Đồ Long kiếm biến mất thì Tử Nghiên bỗng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của nàng từ từ ngả về đằng sau rồi rơi xuống. Thấy vậy, Tiêu Viêm cả kinh, vội vàng tiến lên đưa tay giữ lấy Tử Nghiên, nhìn khuôn mặt trắng bệch của nàng không khỏi có chút đau lòng. Xem ra tiêu hao khi thi triển Đồ Long kiếm đối với Tử Nghiên là quá lớn, với lại, loại tiêu hao này dường như cũng không phải chỉ là đấu khí. Ta không sao. Tử Nghiên nằm trong lòng Tiêu Viêm, đôi mắt màu tím nhìn hắn, trên gương mặt hiện lên một nụ cười gượng gạo. Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi lắc đầu, cứ ôm Tử Nghiên như vậy mà ngồi xuống giữa hư không. Tình huống trong cơ thể hắn cũng rất xấu, nếu không có lực lượng huyết mạch từ trong trái tim truyền ra chữa trị kinh mạch bị hư hao, thì chỉ sợ hiện tại hắn cũng giống phế nhân không thể động đậy. Nhưng dù vậy, bây giờ Tiêu Viêm cũng là cung căng hết cỡ, lúc trước một mình đấu Tam Đại Long Vương khiến hắn bị thương rất nặng. Này, ăn đi, đây chính là đan dược nàng thích ăn nhất. Tiêu Viêm lấy ra một cái bình ngọc từ trong nạp giới, sau đó đổ ra mấy viên đan dược đưa cho Tử Nghiên, cười nói: "Vẫn còn coi ta là tiểu cô nương sao?" Nghe câu trêu chọc này của Tiêu Viêm, Tử Nghiên không nhịn được lườm hắn một cái, cũng không khách khí nhận lấy đan dược, đem chúng bỏ vào trong miệng. Bây giờ nàng ăn đan dược cũng tao nhã hơn rất nhiều, không giống như lúc còn là tiểu cô nương trước kia, ăn như hổ như sói. Long Hoàng bệ hạ. Ở phía dưới, đám người đại trưởng lão Đông Long đảo nhanh chóng bay vút đến, sau đó dừng lại trước người Tử Nghiên không xa, thanh âm cung kính nói: "Bọn họ cũng có chút thức thời, chỉ liếc mắt qua hai người một cái liền vội vàng cúi đầu. Đại trưởng lão, Đông Long đảo đã bình an vô sự chưa?"
Thấy những trưởng lão này, khuôn mặt tái nhợt của Tử Nghiên hơi đỏ lên, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dãy dụa trong lồng ngực Tiêu Viêm rồi từ từ đứng dậy, bên trong giọng nói suy yếu lại xuất hiện chút uy áp. Bẩm bệ hạ, Long Đảo đã không còn trở ngại, người của Tam Đại Long Đảo đã trốn đi, nhưng vẫn còn không ít tộc nhân cổ Long tộc lựa chọn ở lại Đông Long Đảo. Đại trưởng lão cung kính nói, những người trong gờ lời nói của hắn chính là mấy tên tộc nhân của ba đảo vừa mới quỳ xuống dưới kia. Cứ tạm thời nhận bọn họ, quan sát cẩn thận một chút, đề phòng có thám tử lẫn vào trong đó. Tử Nghiên khẽ gật đầu nói, vâng, vậy còn Tam Đại Long Vương? Đại trưởng lão gật gật đầu, chợt chần chờ nói, Tam Đại Long Vương không chết, chính là chướng ngại lớn nhất để cổ Long tộc thống nhất Tam Đại Long Đảo. Tây Long Vương cùng Nam Long Vương bị ta chặt đứt tay chân, tương lai mặc dù khôi phục lại, thực lực cũng sẽ giảm nhiều, bằng vào một mình Bắc Long Vương, khó thành đại sự. Đợi khi Đông Long Đảo nghỉ ngơi lấy lại sức, lập tức phản công Tam Đảo, hoàn thành đại nghiệp thống nhất. Đôi mắt màu tím của Tử Nghiên xẹt qua chút sắc bén, thản nhiên nói, có lẽ do thân có thể chất Long Hoàng, hiện tại khi nàng nói chuyện, tự có một loại uy áp bộc lộ ra. Dưới uy áp cỡ này thì dù là Tiêu Viêm bên cạnh cũng âm thầm líu lưỡi, khó tưởng tượng được, tiểu nha đầu vô cùng tham ăn kia sau khi trưởng thành lại hung hãn như vậy. Dạ. Nghe vậy, đám người đại trưởng lão hơi thở phào nhẹ nhõm, cung kính nói, bọn họ cũng không dám ở lại chỗ này quá lâu, sau khi cúi người thi lễ liền bay trở về Đông Long Đảo. Tử Nghiên vừa mới thi triển Đồ Long kiếm, làm cho trong lòng bọn họ vô cùng sợ hãi. Nhìn thấy đám người đại trưởng lão đã đi xa, lúc này Tử Nghiên mới quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt Tiêu Viêm có chút cổ quái, lập tức ngẩn ra, nói, sao vậy? Ai, Long Hoàng bệ hạ, uy danh của ngài thật lớn đấy. Tiêu Viêm lắc đầu, thở dài một tiếng. So với Tử Nghiên bây giờ, hắn vẫn thích tiểu cô nương hoạt bát, ngây thơ suốt ngày đòi ăn bên cạnh hắn trước kia hơn. Ta cũng không ra vẻ trước mặt ngươi, tại sao ngươi lại cảm thấy như vậy? Tử Nghiên liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, đột nhiên dịch đến gần người Tiêu Viêm, trên gương mặt tinh xảo hiện lên một chút cười xấu xa, nói, không phải ngươi rất thích như vậy sao? Trước kia ta thấy ánh mắt ngươi thường chú ý trên người Thải Lân tỷ. Khụ khụ, linh tinh. Nghe vậy, mặt Tiêu Viêm đỏ lên, liếc mắt nhìn Tử Nghiên một cái, ngữ khí như vậy cũng có chút giống như tiểu nha đầu trước kia. Hắc hắc. Tử Nghiên che miệng cười khẽ, chợt thu nụ cười lại, nhìn Tiêu Viêm, nói, đa tạ, lần này nếu không phải ngươi giúp ngăn cản lâu như vậy, hơn nữa đánh thương Tam Đại Long Vương, thì cho dù ta có sử dụng Đồ Long kiếm cũng không thể tạo thành uy hiếp như vậy. Cảm ơn thì khỏi đi, vì chuyện của nàng, trong khoảng thời gian này ta cũng chịu không ít hành hạ. Tiêu Viêm hơi trừng mắt, để giải quyết rắc rối cho Tử Nghiên, hắn hao tổn tâm cơ mới mượn được sức cửu U Địa Minh Mãng tộc, còn nửa đường chặn giết cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc, lấy con tin uy hiếp mới để cho những tên kia cút trở về. Sau khi chạy tới đây, lại cùng Tam Đại Long Vương huyết chiến một hồi, liều đến kinh mạch đứt đoạn, nếu như không phải thân thể mạnh mẽ mà nói, chỉ sợ lần này hắn đã chết. Dĩ nhiên, với tính tình của Tiêu Viêm sẽ không nói thẳng những điều này ra, lập tức phất phất tay, bay về Đông Long Đảo. Nhưng không ngờ được thân hình vừa động, kinh mạch trong cơ thể liền truyền ra từng đợt đau nhức, lập tức khuôn mặt trở nên méo mó, nhẹ nhàng hít một hơi lạnh. Đã nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn cứ thích cậy mạnh, trong khoảng thời gian này ngươi ở lại Đông Long Đảo dưỡng thương cho tốt đi. Khi Tiêu Viêm hít khí lạnh thì một làn gió thơm truyền vào trong mũi, chợt hắn cảm giác cánh tay của mình được nâng lên, sau đó tiếp xúc với một mảnh êm ái mềm mại. Quay đầu sang, chỉ thấy Tử Nghiên đỡ lấy nửa người hắn, thân hình chợt động, bay vụt về hướng Long Đảo. Khi bay, mái tóc tím bay phất phới, vuốt nhẹ lên mặt Tiêu Viêm, làm hắn vô cùng thoải mái. Đại chiến Đông Long Đảo, dưới sự uy hiếp khủng bố của Đồ Long kiếm, rốt cục lấy kết quả Đông Long Đảo đại thắng mà kết thúc. Sau trận chiến này, thực lực Đông Long Đảo không thể nghi ngờ sẽ tăng vọt lên, vượt xa Tam Đại Long Đảo. Mà trái lại, Tam Đại Long Đảo ắt tất nhiên sẽ xuất hiện suy giảm. Đồ Long kiếm là dấu hiệu của Long Hoàng, quá khứ có không ít chiến sĩ Tam Đảo cũng không tin thân phận Tử Nghiên, nhưng trải qua việc này, sự hoài nghi này lập tức tan thành mây khói. Dưới sự kêu gọi của Long Hoàng chính thức, cái loại uy áp đến từ huyết mạch này sẽ khiến tộc nhân Tam Đại Long Đảo làm ra quyết định cuối cùng. Từ nay về sau, Tam Đại Long Đảo sẽ không còn thời cơ tiến công Đông Long Đảo nữa. Bọn họ sẽ chuyển từ chủ động sang bị động, chỉ có thể vô lực ngồi nhìn Đông Long Đảo ngưng tụ lực lượng, thẳng đến lúc diệt trừ Tam Đảo, hoàn thành thống nhất cổ Long bộ tộc. Đương nhiên, một bước đó vẫn còn cần thời gian không ngắn. Sau khi Tam Đại Long Vương thất bại, Đông Long Đảo cũng tương đối tất bật, có khá nhiều công việc sau trận chiến, đặc biệt là lần này Đông Long Đảo còn có thêm không ít cư dân mới. Mà khi toàn bộ Đông Long Đảo đang bận rộn thì Tiêu Viêm lại tìm một mật thất trực tiếp tuyên bố bế quan. Lần này thương thế của hắn thực sự quá nặng, thậm chí suýt chút nữa đi tòng cái mạng. Bởi vậy, hắn phải chữa trị tốt trạng huống trong cơ thể, tránh cho xuất hiện di chứng làm trở ngại đến việc tiên tiến thực lực. Nếu không mà nói, tổn thất này thật sự sẽ làm cho người ta khó có thể tiếp nhận rồi. Trong mật thất tĩnh lặng, mùi trầm hương thoang thoảng tỏa ra, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên bệ đá làm bằng hàn ngọc, hai mắt nhắm nghiền, năng lượng nồng đậm sền sệt lưu động quanh hắn, theo từng đợt hô hấp chậm rãi mà tràn vào trong cơ thể. Từ khi Tiêu Viêm đi vào trong mật thất, tính đến bây giờ đã là hơn 10 ngày. Trong 10 ngày này, thương thế nghiêm trọng trong cơ thể hắn cũng đã dần dần khỏi hẳn, nhưng nương theo sau khi thương thế chuyển biến tốt đẹp, Tiêu Viêm cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, thân thể hắn như hóa thành đá, từ sau khi đi vào, vẫn duy trì tư thế như vậy, không chút dịch chuyển. Nhưng không ai biết rằng, bề ngoài Tiêu Viêm tĩnh lặng như mặt nước thì trong cơ thể lại không bình hòa, như trong tưởng tượng. Thịch thịch,
trong cơ thể Tiêu Viêm, trái tim chậm rãi nhúc nhích, nương theo mỗi một nhịp tim đập, đều có một tia huyết dịch màu tím hồng hiện ra, chậm rãi chảy xuôi ra từ trái tim, cuối cùng dũng mãnh khuếch tán ra hướng bốn phương tám hướng. Tia máu màu tím hồng này giống như có nhiệt độ kinh khủng đến cực đoan, những kinh mạch, cơ bắp bị nó đi qua đều đột ngột sôi trào lên, nhưng loại sôi trào này cũng không mang đến cho Tiêu Viêm cảm giác đau nhức, ngược lại còn mơ hồ có loại cảm giác kỳ dị như được trọng sinh. Về phần tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, Tiêu Viêm cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết là sau khi bế quan không lâu, huyết mạch lực tân sinh mà lúc trước Tiêu Huyền giúp hắn dung hợp vẫn ẩn giấu sâu trong trái tim, lúc này lại tự động chảy ra. Tia huyết mạch lực này mặc dù có chút mỏng manh, nhưng có được hiệu quả cực kỳ thần kỳ. Thương thế nghiêm trọng trong cơ thể Tiêu Viêm có thể khỏi hẳn trong thời gian chưa đầy 10 ngày, đại bộ phận hiệu quả đều là tia máu màu tím hồng này tạo ra. Mặc dù cũng không hiểu được vì sao tia máu màu tím hồng này lại chảy ra, nhưng Tiêu Viêm cũng không cố ý khống chế nó, mà là để theo tự nhiên. Đương nhiên, làm cho Tiêu Viêm có thể yên tâm mặc kệ nó thi triển, tất nhiên cũng bởi vì hắn có thể cảm giác được, mỗi một lần tia máu tím hồng rửa qua thì dường như thực lực bản thân cũng có sự tăng trưởng rất nhỏ. Loại cảm giác này giống như luồng máu đang không ngừng gột rửa cùng rèn luyện thân thể hắn. Không thể nghi ngờ, đây là một việc tuyệt hảo, bởi vậy Tiêu Viêm cũng không có cố ý ngăn trở, ngược lại nương theo thời gian trôi qua, hắn cũng từ từ đi vào một loại trạng thái ngủ say, mà khi hắn lâm vào ngủ say thì trái tim vẫn chậm rãi đập theo tiết tấu, một tia máu tím hồng lại chảy xuôi ra, không biết mệt mỏi rửa sạch kinh mạch và huyết nhục của Tiêu Viêm. Đương nhiên, theo quá trình gột rửa này, khí tức của Tiêu Viêm cũng chậm rãi tăng lên. Trong tĩnh thất yên lặng, khái niệm thời gian trở nên cực kỳ mơ hồ, hương trầm thoang thoảng bốc lên mùi vị khiến cho người ta sảng khoái, mà thời gian cũng chậm rãi trôi qua dưới sự nhàn nhã này. 3 tháng. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng bế quan kéo dài chừng 3 tháng. Thời gian này, chỉ sợ ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ tới, nhưng dưới trạng thái ngủ say, hắn cũng đã quên thời gian, giống như đang đắm chìm trong cảm giác gột rửa tuyệt vời. Trong tĩnh thất, Tiêu Viêm an tĩnh ngồi xếp bằng trên giường hàn ngọc, hiện giờ da tay của hắn đã xuất hiện màu tím nhạt. Trong lúc mơ hồ, giống như có thể nhìn thấy ở dưới da tay có một luồng màu tím hồng đang lưu động. Lúc màu tím hồng lưu động, tràn ngập một loại dao động cực kỳ mạnh mẽ. Sóng ánh sáng lăn tăn, bất quá bây giờ sóng ánh sáng này lại nhộn nhạo trên thân thể Tiêu Viêm, từng lớp hào quang màu tím hồng khuếch tán ra từ trái tim hắn, rồi lan tràn đến từng bộ phận thân thể. Thời gian tia sáng này lưu động kéo dài 3 tháng. 3 tháng gột rửa, trực tiếp khiến cho da tay vốn màu trắng của Tiêu Viêm nhuộm thành tím hồng. Thậm chí, ngay cả một đầu tóc đen, trong lúc mơ hồ cũng lấp lánh chút tím hồng, nhìn qua hơi có vẻ yêu dị. Đương nhiên, biến hóa cũng không phải chỉ có bề ngoài của Tiêu Viêm. Trong 3 tháng này, khí tức của hắn cũng đạt đến nhất tinh đấu thánh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ cách có một đường là có thể đột phá đến nhị tinh đấu thánh. Huyết mạch luyện thể hiển nhiên mang cho Tiêu Viêm rất nhiều chỗ tốt. Khi khí tức Tiêu Viêm đạt tới nhất tinh hậu kỳ đỉnh phong, thì hắn vẫn không có tỉnh lại từ trạng thái ngủ say. Thời gian chậm rãi trôi qua, 91 ngày, 93 ngày, 97 ngày, 99 ngày. Ngày thứ 100. Thời gian từng ngày trôi qua, mà đến ngày thứ 100 kia, trong tĩnh thất im lặng đột nhiên xuất hiện những âm thanh ào ào kỳ dị. Âm thanh này giống như tiếng nước chảy, mà hướng tầm mắt về phía âm thanh truyền đến thì chính là phát ra từ trong cơ thể Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng trên giường hàn ngọc. Tại khi tiếng ào ào truyền ra thì không gian xung quanh cơ thể Tiêu Viêm đột ngột xuất hiện dao động dữ dội. Từng luồng năng lượng giống như thực chất ngưng tụ tạo thành lốc xoáy xoay quanh thân thể hắn, phát ra tiếng rít vù vù. Tốc độ lốc xoáy xoay tròn càng lúc càng nhanh, sau cùng càng ngày càng nhiều năng lượng tràn vào tĩnh thất, bị hút vào trong lốc xoáy, mà thể tích lốc xoáy cũng nhanh chóng bành trướng. Bành. Tĩnh thất vốn vô cùng cứng rắn vào lúc này, trực tiếp bị lốc xoáy ngày càng khổng lồ kia xé rách, ánh sáng chói mắt từ ngoài đổ xuống, chiếu rọi bên trong. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Đông Long đảo đột nhiên xuất hiện lốc xoáy năng lượng, lập tức bị nhiều cường giả phát hiện. Sau đó từng đạo thân ảnh lướt đi, lóe lên vài cái liền xuất hiện ở bên ngoài tĩnh thất của Tiêu Viêm, chợt ánh mắt kinh ngạc nhìn lốc xoáy năng lượng đang điên cuồng xoay tròn. Không cần bối rối, mọi người giữ nguyên vị trí. Khi mọi người đang kinh ngạc, một giọng nói bình thản truyền ra từ trong long điện. Chợt mấy đạo thân ảnh xuất hiện trên bầu trời, đúng là mấy người Tử Nghiên và Tiểu Y Tiên. Nhìn thấy Tử Nghiên hiện thân, mấy tộc nhân Thái Hư Cổ Long tộc liền vội vàng khom người hành lễ rồi chậm rãi lùi lại một chút. Ta đang thắc mắc vì sao chữa thương lại cần thời gian lâu như vậy, hóa ra là sắp đột phá. Tử Nghiên huyền phủ trên bầu trời, từ trên cao nhìn xuống thân ảnh Tiêu Viêm ở trong gió lốc, cười nói. Ở bên cạnh, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng nhẹ nhàng thả lỏng. 3 tháng nay, trong lòng các nàng lo lắng muốn chết, nếu như không phải Tử Nghiên đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì thì các nàng đã không nhịn được mà xông vào tĩnh thất. Dù sao, lần này Tiêu Viêm bị thương quá nặng, ai cũng lo hắn gặp điều bất trắc ngoài ý muốn gì đó. Rất may là điều xấu nhất các nàng lo sợ cũng không xuất hiện. Ngược lại, Tiêu Viêm còn nhân họa đắc phúc, mượn huyết mạch lực trong cơ thể, trực tiếp đánh sâu vào nhị tinh đấu thánh. Tiêu Viêm huynh đệ quả nhiên là người phi thường, mới mấy tháng trước chỉ là nhất tinh đấu thánh sơ kỳ, hiện tại liền có cơ hội đột phá đến nhị tinh. Ở một bên, Yêu Minh cũng tán thưởng từ đáy lòng nói. Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng hắn cũng trở về Cửu U Địa Minh Mãng tộc, nhưng đa phần thời gian là ở trên Đông Long đảo. Thật vất vả mới tìm được cơ hội giao hảo với Thái Hư Cổ Long, tự nhiên hắn sẽ nắm chặt cơ hội, đặc biệt là hiện giờ Đông Long đảo đang có xu thế nhất thống Thái Hư Cổ Long tộc. Trên bầu trời, khi mọi người đang vì biến hóa của Tiêu Viêm mà bàn tán sổi nổi, thì trong lốc xoáy năng lượng do thiên địa quán trú vào cũng ngày càng kinh khủng,
Cuối cùng, lốc xoáy kia thậm chí trở nên xiển xệt, trong mơ hồ, từng giọt chất lỏng năng lượng lơ lửng xung quanh lốc xoáy, nương theo lốc xoáy xoay tròn, mà từ từ tràn ra một luồng dao động kinh khủng khiến cho mọi người biến sắc. Theo càng ngày càng nhiều năng lượng ngưng tụ thành chất lỏng, lốc xoáy cũng từ từ biến thành nước xoáy. Mấy phút ngắn ngủi, đạo năng lượng cuối cùng cũng bị ngưng tụ thành một giọt chất lỏng năng lượng, hội tụ vào trong vùng nước xoáy khổng lồ. Khi lốc xoáy hoàn toàn hóa thành xoáy nước năng lượng, toàn bộ vùng nước xoáy chợt hung hăng rung rẩy một lần. Chợt, Tiêu Viêm giống như lâm vào ngủ say trăm ngày lại đột ngột mở mắt, hai đạo hào quang màu tím hồng kinh người bắn ra từ trong mắt hắn. Hai đạo hào quang tím hồng này dữ dội bắn về phía chân trời, dưới quang mang của nó, không ít tộc nhân cổ long tộc đều cảm giác được một loại uy áp kỳ dị, loại uy áp này cũng phát ra từ huyết mạch cùng loại. Đây là uy áp của Long Hoàng huyết mạch, làm sao lại xuất hiện trên thân thể hắn? Khi nhiều tộc nhân cổ long tộc đang sửng sốt, thì trên gương mặt Tử Nhiên cũng thoáng qua một chút kinh ngạc, trong tia sáng kia, nàng cảm giác được một hương vị thân quen. Là Long Hoàng huyết mạch lực, hơn nữa trong đó còn trộn lẫn một số lực lượng khác. Bọn họ tự nhiên sẽ không biết, cỗ huyết mạch lực này chính là Tiêu tộc huyết mạch, cổ tộc huyết mạch cùng Long Hoàng huyết mạch dung hợp mà thành. Trong đó tự nhiên sẽ có một ít mùi vị của Long Hoàng. Trên Đông Long đảo vang lên từng tiếng kinh hô thì miệng Tiêu Viêm bỗng há mạnh ra, chợt mọi người liền nhìn thấy, nước xoáy năng lượng cực lớn hóa thành một cột nước, trực tiếp bị Tiêu Viêm một ngụm hút vào trong cơ thể. Thời điểm luồng năng lượng cuối cùng bị hút vào trong cơ thể Tiêu Viêm thì chiếc giường Hàn Ngọc mà hắn đang ngồi liền trực tiếp nổ tung thành bột phấn, một luồng khí tức dị thường kinh khủng chậm rãi tràn ra từ trong cơ thể, bao phủ cả mảnh thiên địa này. Thành công! Cảm thụ được cỗ khí tức kinh khủng kia, đám người Tử Nghiên cũng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong mắt tràn ngập vẻ vui mừng. Phù! Tiêu Viêm ngẩng đầu, chậm rãi phun ra một ngụm khí đặc sệt, cỗ khí tức này ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một giọt chất lỏng, rơi vào trong đám bột phấn Hàn Ngọc. Nhất thời, hào quang lóe lên, bột phấn Hàn Ngọc lại lần nữa ngưng tụ thành một bệ đá, với lại, dường như vẫn còn có dao động năng lượng vô cùng kinh người truyền ra từ đó. Thở ra một hơi dài, lúc này Tiêu Viêm mới đứng dậy, bàn tay hơi nắm, một luồng lực lượng vô cùng cường hãn nhanh, như chớp khuếch tán ra từ mỗi tế bào trong cơ thể. Thật mạnh. Tiêu Viêm thoáng cảm thụ trạng thái hiện giờ của cơ thể, trong mắt lập tức xẹt qua vẻ vui mừng. Trải qua 3 tháng huyết mạch luyện thể, hiện tại cường độ thân thể hắn chỉ sợ đã không thua kém Thái Hư Cổ Long chút nào. Lần này quả là nhân họa đắc phúc. Bàn tay Tiêu Viêm chạm nhẹ vào lồng ngực, lần này nếu không phải trải qua một hồi sinh tử đại chiến, chỉ sợ huyết mạch lực trong trái tim sẽ không phát huy tác dụng, mà hắn cũng sẽ không đột phá đến nhị tinh đấu thánh nhanh như vậy. Về phần hắn, đồng dạng sẽ không được cường hóa tới mức này, với lại, bây giờ Tiêu Viêm có thể nhận thấy được, cho dù là hắn rời khỏi trạng thái kia, bên trong trái tim vẫn có một tia máu tím hồng chảy ra, liên tục không ngừng gột rửa hắn. Tuy nói hiệu quả chênh lệch rất lớn, nhưng thắng tại lâu dài, không có lúc nào ngừng rèn luyện, nếu tích lũy lại thì cũng tương đối kinh khủng. Ha ha, Tiêu Viêm huynh đệ, chúc mừng. Trong thời gian mấy tháng ngắn ngủn lại tiếp tục có đột phá, tốc độ tu luyện như vậy, thật đúng là làm cho ta xấu hổ. Khi Tiêu Viêm vui mừng vì biến hóa của bản thân thì trên bầu trời cũng truyền đến một tiếng cười sang sảng, đám người yêu minh từ trên trời đáp xuống, dừng cách Tiêu Viêm không xa. Tiêu Viêm hướng về phía yêu minh chắp tay, sau đó đưa mắt nhìn phía Tử Nghiên, thấy sắc mặt nàng đã khôi phục vẻ bình thường, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra Tử Nghiên đã khôi phục khỏi trạng thái suy yếu. Lần này ta đã bế quan bao lâu? Hơn 3 tháng, vừa tròn 100 ngày. Tiểu Y Tiên mỉm cười đáp. 100 ngày sao? Nghe vậy, trong mắt Tiêu Viêm cũng hiện lên một chút kinh ngạc, chợt đột nhiên hỏi, trong liên minh có tin tức gì truyền đến không? Mấy ngày hôm trước cũng có tin tức truyền tới. Là Dược lão nhắn ngươi nhanh chóng trở về Tinh Vẫn Các. Gương mặt Tiểu Y Tiên cũng hiện lên một chút ngưng trọng, nhìn về phía Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói, Tịnh Liên Yêu Hỏa sắp xuất thế, hồn điện cũng bắt đầu có hành động, xem ra bọn chúng sẽ ra tay với Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, tính thời gian thì đã sắp tới lúc Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế. Về phần hồn điện, hắn cũng sớm biết đám người kia chắc chắn sẽ không chịu yên ổn, thiên địa thần vật như Tịnh Liên Yêu Hỏa, bọn họ tất sẽ phái cường giả đến cướp đoạt. Một khi đã vậy, hôm nay liền xuất phát trở về Tinh Vẫn Các, chuyện yêu hỏa cũng cần phải thương lượng kỹ càng. Giọng nói của Tiêu Viêm có chút trầm thấp. Vì Tịnh Liên Yêu Hỏa, hắn bỏ ra tinh lực rất lớn, đây sẽ là thủ đoạn mạnh mẽ để hắn đối phó với hồn điện, hồn tộc. Vì vậy, mặc kệ như thế nào, hắn phải đoạt bằng được. Các ngươi phải quay lại Trung Châu. Sẵn dịp này ta cũng muốn đi cùng các ngươi một chuyến xem sao. Tử Nghiên đứng ở một bên, nghe thấy đám người Tiêu Viêm nói chuyện, liền cười nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm nao nao, nói. Ngươi cũng đi. Đông Long Đảo vừa mới trải qua đại chiến, nếu lúc này ngươi mà rời đi thì e rằng không được hay cho lắm. Hắn đương nhiên biết Tử Nghiên muốn giúp đỡ hắn đoạt lấy Tịnh Liên Yêu Hỏa, nếu có được một vị cường giả tứ tinh đấu thánh tương trợ thì chắc chắn tỷ lệ thành công sẽ cao hơn không ít. Nhưng hiện giờ Đông Long Đảo không có việc gì, Tam Đại Long Vương đều bị thương rất nặng, Tây Long Vương và Nam Long Vương đã trở nên tàn phế, không thể khôi phục lại được lực lượng trong một sớm một chiều. Chuyện của Đông Long Đảo các trưởng lão sẽ giải quyết. Tử Nghiên nháy mắt với Tiêu Viêm, cười nói, lần này ngươi đã rất vất vả để tới giúp đỡ ta, cho nên ta cũng phải báo đáp một chút chứ. Thấy Tử Nghiên cương quyết, Tiêu Viêm chần chờ một chút rồi cũng gật đầu. Cướp đoạt Tịnh Liên Yêu Hỏa, tất nhiên hồn điện sẽ nhúng tay vào, hơn nữa bọn chúng cũng không dám xem nhẹ hắn nữa, vì thế cường giả được phái ra chắc chắn không phải loại kém cỏi.
Nếu có Tưởng Nghiên cùng với các cường giả khác đi cùng, thì ít nhất sẽ có thêm được sự bảo vệ. Khi nào thì đi? Thấy Tiêu Viêm đồng ý, trong mắt Tưởng Nghiên lóe lên sự hưng phấn, giọng nói trở nên khẩn trương. Tiêu Viêm có chút cổ quái liếc nàng một cái. Cô nàng này chẳng lẽ đã chán ở Đông Long Đảo, muốn nhân cơ hội này để đi ra ngoài hóng mát một chút sao? Nếu việc ở đây đã xong xuôi, vậy chúng ta hãy khởi hành ngay bây giờ đi. Ngoài ra, Yêu Minh tộc trưởng, lần này nếu ngươi trở về Cửu U Địa Minh Mãng tộc thì xin hãy hỗ trợ Thải Lân nhiều hơn một chút. Về phần đám người Thiên Yêu Hoàng tộc đang bị giữ làm con tin kia, trước hết hãy thả Cửu Phượng ra đã, tránh cho bọn họ chó cùng rứt dậu. Còn hai người Côn Hoàng thì cứ để lại ở Đông Long Đảo, hai gã đấu thánh đủ để khiến bọn họ bó tay bó chân. Hơn nữa Tam Đại Long Đảo cũng đã tan tác, cho dù là Thiên Yêu Hoàng tộc cũng không dám tùy ý ra tay viện trợ nữa đâu. Tiêu Viêm quay đầu lại, vừa cười vừa nói với Yêu Minh. Mặc dù thực lực Yêu Minh không yếu, nhưng dù sao hắn cũng vừa mới lấy lại được vị trí tộc trưởng, hơn nữa còn đắc tội với Thiên Yêu Hoàng tộc, cho nên không thể ly khai quá lâu. Bởi vậy Tiêu Viêm cũng không mời hắn giúp đỡ. Được, Yêu Minh gật đầu, rồi chắp tay với Tiêu Viêm. Một khi đã vậy, ta xin chúc Tiêu Viêm huynh đệ thuận buồm xuôi gió. Tiêu Viêm cười cười, không nói thêm gì nữa. Hắn khẽ vung tay áo, khoảng không gian ở bên cạnh liền bị xé rách thành một thông đạo. Sau đó hắn bèn dẫn đầu, chậm rãi đi vào trong đó. Mọi người cũng nhanh chóng bám theo. Về phần Tử Nghiên, sau khi vội vàng phân phó một số công việc, cũng nhanh chóng xông vào trong thông đạo không gian trước ánh mắt bất đắc dĩ của đại trưởng lão. Trên bầu trời xanh thẳm, những đám mây trôi lơ lửng một cách uể oải, ánh nắng ấm áp từ trên cao chiếu xuống, làm cho vạn vật đều tràn ngập trong một hương vị lười biếng. Suy, bầu trời yên tĩnh đột nhiên gợn lên từng đợt sóng, không gian dần dần nứt ra thành một cái khe, từng bóng người chậm rãi đi ra từ trong đó. Rốt cục cũng rời khỏi cái long đảo chết tiệt kia, thật không hiểu nổi, tại sao lúc trước những người này lại di chuyển đến cái nơi quái đản đó. Vừa chui ra khỏi không gian thông đạo, Tử Nghiên hít thật sâu một hơi khí trong lành, vươn vai ưỡn ngực, trên gương mặt tinh xảo có chút ngây ngất. Nhìn Tử Nghiên vừa mới rời khỏi Long Đảo, lập tức từ một Long Hoàng, bệ hạ thập phần uy nghiêm đã biến chuyển tâm tính thành một tiểu cô nương. Tiêu Viêm cùng đám người Tiểu Y Tiên nhìn nhau một cái, rồi cũng đành lắc đầu đầy bất đắc dĩ. Xem ra, mặc dù đã trở thành Long Hoàng, nhưng tính cách của nha đầu kia đã ăn sâu vào trong xương tủy rồi. Đi thôi, nơi này đã ở trong phạm vi thế lực của liên minh, hẳn là chúng ta sẽ rất nhanh về đến Tinh Vẫn Các thôi. Ánh mắt Tiêu Viêm quét ra xung quanh, sau khi phân biệt phương hướng liền vung tay lên, dẫn đầu đoàn người bay vút về phía Tinh Vẫn Các. Lấy tốc độ hiện giờ của đám người Tiêu Viêm, đương nhiên là có thể dùng hai từ khủng bố để hình dung. Chỉ vài phút ngắn ngủi mà bọn họ đã bay qua rất nhiều thành thị. Thế nhưng, điều khiến Tiêu Viêm khó chịu là có không ít thành thị bị đổ nát, dường như vừa mới trải qua một cuộc đại chiến. Xem ra trong khoảng thời gian vừa rồi, liên minh cũng không hề yên bình. Sau khi quan sát tình hình thực tế trên cả đoạn đường, nội tâm của Tiêu Viêm liền hiện lên một ý niệm như vậy. Hắn đột ngột tăng tốc độ, lóe lên một cái đã biến mất ở chân trời. Tinh Vẫn Các trong một tòa đại điện của chủ các, nhóm người Dược lão, Hỏa Vân lão tổ, Đan Tháp đại trưởng lão đều đã tề tụ, hơn thế nữa, sắc mặt bọn họ thoáng có chút âm trầm, hiển nhiên tâm tình cũng không được tốt lắm. Trong khoảng thời gian này, 300 tòa thành thị trọng yếu dưới trướng liên minh, có một nửa đã bị công kích. Mặc dù bề ngoài của những đợt tấn công này đều bắt nguồn từ một số thế lực còn sót lại, nhưng trong đó lại có cả cường giả hồn điện xen lẫn vào. Ánh mắt Dược lão quét qua đại điện, chậm rãi nói, mơ hồ có một chút giận dữ, bên phía Đan Tháp cũng truyền tới tin tức, thời gian gần đây bị tập kích ngày càng nhiều. Không ít luyện dược sư sau khi gặp phải tập kích cũng bật vô âm tín. Là ai gây ra thì chắc hẳn trong lòng mọi người đều rõ ràng. Đám người hồn điện kia càng lúc càng bạo ngược. Hai hàng lông mày giống như ngọn lửa lập tức dựng ngược lên, Hỏa Vân lão tổ hung hăng nói. Đan Tháp đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, khẽ gật đầu. Bình tĩnh như lão cũng bị mấy thủ đoạn ti tiện của hồn điện khơi dậy lửa giận. Nhưng cũng may, liên minh đã sớm xây dựng được đội hộ vệ tuần tra, cho nên lúc này mới miễn trừ được một số phiền phức. Chẳng qua hiện nay, ở bên ngoài ai cũng biết hồn điện khiến cho thiên phủ liên minh của chúng ta mệt mỏi, lâm vào hỗn loạn. Một số thế lực vốn định gia nhập liên minh cũng bị kinh sợ bởi thủ đoạn của hồn điện mà trở nên do dự. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thanh danh của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng không tốt. Dược lão nói. Ngươi có chủ ý gì không? Đan Tháp đại trưởng lão chậm rãi hỏi. Gậy ông đập lưng ông. Bọn chúng công kích các thành thị của chúng ta cũng đi công kích lại phân điện của bọn họ. Trong mắt Dược lão ánh lên một chút hàn quang, trầm giọng nói. Hả? Nghe vậy, nhóm người Đan Tháp đại trưởng lão và Hỏa Vân lão tổ cũng hơi kinh hãi. Mặc dù bây giờ thế lực của Thiên Phủ Liên Minh không kém, nhưng vẫn có một chút chênh lệch so với Hồn Điện. Thế mà trong tình hình này Dược lão vẫn còn nghĩ đến việc chủ động xuất kích, tấn công phân điện của Hồn Điện. Điều này quả thật là chưa từng xuất hiện ở Trung Châu trong nhiều năm qua. Dù sao, đây cũng là chuyện sờ đuôi lão hổ, với hung danh của Hồn Điện thì người khác muốn trốn bọn chúng còn không kịp, liệu có ai dám đến địa bàn của bọn chúng để tự chui đầu vào lưới? Mặc dù thế lực của Hồn Điện rất mạnh, nhưng đa số cường giả đều tập trung ở tổng bộ, cho nên tuyến phòng ngự của phân điện cũng không khủng bố như mọi người nghĩ đâu. Chỉ cần chúng ta tập trung thì không sợ không thể làm gì được bọn chúng. Dược lão âm trầm cười, nói. Hiện tại, quả thật là Thiên Phủ Liên Minh vẫn kém hơn một chút so với Hồn Điện, nhưng chênh lệch này cũng không nhiều. Dù phía sau Hồn Điện còn có Hồn tộc, thế nhưng bộ tộc này cũng bị những viễn cổ chủng tộc khác giám thị. Vì thế, họ không cần lo lắng Hồn tộc sẽ khua chiêng gióng trống đến tiêu diệt Thiên Phủ Liên Minh.
Trong tay Tiêu Viêm có đà xá cổ đế ngọc, mà cổ tộc tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn cổ ngọc rơi vào tay hồn tộc. Nếu hồn tộc dám động thủ, cổ tộc đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ha ha, lão sư nói không sai. Có qua có lại mới thoại lòng nhau, hồn điện quá mức kiêu ngạo, hiện tại cũng nên áp chế lại bọn chúng mới phải. Trong lúc mọi người đang trầm ngâm, một tiếng cười trong trẻo đột nhiên vang lên trong đại điện. Chợt một làn gió nhẹ thổi qua, mấy đạo thân ảnh liền xuất hiện trong đại điện, hiển nhiên chính là nhóm người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn thấy thân ảnh vừa hiện thân kia, mọi người đều ngẩn ra, rồi sau đó ai nấy liền lộ vẻ vui mừng xen lẫn sợ hãi. Tên tiểu tử nhà ngươi rốt cuộc cũng đã trở về. Khí tức của ngươi, Hỏa Vân lão tổ vừa cười mắng một tiếng, đang định đứng lên thì đột nhiên lại phát hiện ra điều gì đó. Sắc mặt của lão hơi đổi, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, kinh ngạc nói: "Nhị tinh đấu thánh?" Ánh mắt của Đan Tháp đại trưởng lão cũng dừng ở trên người Tiêu Viêm, một lát sau mới thở dài, cười khổ: "Nửa năm ngắn ngủi, ngươi lại trực tiếp từ nhất tinh đấu thánh sơ kỳ để thăng lên nhị tinh. Tốc độ này, rõ ràng là muốn làm cho lão phu xấu hổ không còn mặt mũi gặp người khác." Dược lão cũng rất kinh ngạc, hiển nhiên cũng không thể ngờ rằng, Tiêu Viêm mới đi ra ngoài nửa năm mà thực lực lại tăng tiến như vậy. Chẳng qua, lão cũng nhanh chóng hồi phục tinh thần, vuốt ve chòm râu tỏ ý mừng rỡ. Ánh mắt lão thoáng chuyển, bất chợt dừng hẳn ở trên người Tử Nghiên đang đứng bên cạnh Tiêu Viêm. Mặc dù lão chỉ là một cường giả bán thánh cao cấp, nhưng linh hồn lực lượng lại phi thường cường đại, cho nên đương nhiên cảm nhận được sự đáng sợ của Tử Nghiên. "Vị này là..." Dược lão đứng dậy, trịnh trọng chắp tay với Tử Nghiên, rồi khiêm nhường hỏi. Khi Dược lão đang đối đãi đầy khách khí với Tử Nghiên, Hỏa Vân lão tổ và Đan Tháp đại trưởng lão cũng nhận ra đây chính là nhân vật kinh khủng nhất, trong mắt hơi ánh lên sự hoảng sợ. Tiêu Viêm sao vừa mới đi ra ngoài một chuyến mà lại có thể mang về một cường giả mạnh mẽ như vậy? Thấy Dược lão khách sáo như vậy, Tử Nghiên không khỏi có chút lúng túng. Trước kia nàng cũng đã gặp qua Dược lão, nhưng lúc đó nàng vẫn mang hình dáng của một tiểu cô nương. "Lão sư, nàng chính là Tử Nghiên, hồi trước người đã gặp nàng rồi." Tiêu Viêm mỉm cười, "Chỉ có điều, hiện tại nàng chính là Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc, chuyến này tới đây để giúp ta cướp đoạt Tịnh Liên yêu hỏa." "Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc." Nghe được lời này, nội tâm của Hỏa Vân lão tổ và Đan Tháp đại trưởng lão liền nhảy dựng lên, nhìn Tiêu Viêm bằng ánh mắt chứa đầy sự khó tin. Hiển nhiên là bọn họ không tưởng tượng được, hắn lại có thể kết bạn với một tồn tại đáng sợ như vậy. Nhân vật cỡ Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc trong mắt người đời đều cực kỳ thần bí. Đương nhiên, đừng nói là Long Hoàng mà ngay cả tộc nhân bình thường của bộ tộc này đối với người đời cũng đã rất thần bí, có thể coi là truyền thuyết. Dù sao thì tộc Thái Hư Cổ Long cũng cực kỳ ít xuất hiện ở Trung Châu. Trong tâm trí không ít người thì họ giống như những chủng tộc viễn cổ thần bí mà cường đại khác, trong đó Long Hoàng thì lại càng sánh ngang với tộc trưởng cổ tộc, hồn tộc. Cường giả cỡ này thì cho dù mạnh như Hỏa Vân lão tổ, đại trưởng lão Đan Tháp đều chưa từng thấy được bản thể của họ. Do đó khi bọn họ nghe được Tử Nghiên cư nhiên là cổ long Long Hoàng trong truyền thuyết thì không che giấu được nỗi khiếp sợ hiện lên trên mặt. "Ha ha, không ngờ Tử Nghiên tiểu thư lại có thân phận bực này, trước kia lão phu thật là có mắt như mù." Dược lão cũng ngẩn người vì lời nói của Tiêu Viêm, sau một lát mới hồi phục được tinh thần, trịnh trọng ôm quyền hành lễ rồi cười nói với Tử Nghiên. Được Dược lão đối xử khách khí như vậy, Tử Nghiên trái lại có chút không được tự nhiên. Nàng biết Tiêu Viêm coi ông như cha, cho nên tự nhiên không dám lấy thân phận Long Hoàng ra khoe mẽ trước mặt ông để làm gì. "Lão sư, không cần khách khí quá. Người cứ đối xử với nàng như tiểu cô nương trước kia là xong." Tiêu Viêm cũng biết suy nghĩ trong lòng Tử Nghiên nên cười nói với Dược lão, nếu trước đây lão sư đã đề nghị thì hẳn cuối cùng đã chọn xong một tòa phân điện để ra tay rồi ư. Nhắc tới chính sự, sắc mặt Dược lão cũng nghiêm nghị lại, gật gật đầu nói, trong khoảng thời gian này chúng ta tập trung dò xét hồn điện, cũng nhận được rất nhiều tình báo. Hồn điện ở Trung Châu có không ít phân điện, trong đó có 24 tòa thuộc loại trọng yếu, chúng gọi là địa sát điện, tòa phân điện giam giữ ta lần trước cũng là một trong những địa sát điện. Địa sát điện? Tiêu Viêm khẽ gật đầu, điều này hắn chưa từng nghe bao giờ. Mà trên địa sát điện còn có Bắc Đầu Điện, đây mới là nơi trọng yếu nhất của hồn điện. Dược lão chậm rãi nói, Bắc Đầu Điện phân ra làm Thiên Điện Nhân Tam Điện. Thiên Điện chính là tổng bộ, nó ở nơi nào thì hiện giờ chúng ta chưa biết. Còn mục tiêu ra tay của chúng ta lần này chính là Nhân Điện trong Bắc Đầu Điện. Nhân Điện? Tiêu Viêm thì thầm một tiếng rồi hỏi, thực lực của Nhân Điện như thế nào? Địa điện là nơi phó điện chủ hồn điện quản hạt, mà Nhân Điện chính là chỗ của Đại Thiên Tôn, Nhị Thiên Tôn quản lý. Đương nhiên cũng không loại trừ hồn điện gia tăng phòng ngự. Dược lão trả lời, lúc trước Tam Thiên Tôn chết trong tay ta, Nhị Thiên Tôn cốt u thánh giả cũng chỉ có thực lực bán thánh cao cấp. Còn vị Đại Thiên Tôn kia, nếu giờ đây chạm trán thì con cũng không sợ hắn chút nào. Xem ra điện này cũng dễ thu thập thôi. Tiêu Viêm cười nhẹ, trong giọng cười mang lẫn sự lạnh căm. Mối thù của hắn đối với hồn điện sâu tận xương tủy. Những năm gần đây, nhiều lần chúng dồn hắn vào chỗ chết, suýt nữa thì phải chịu cảnh làm thức ăn cho chim. Có lẽ cũng nên đòi lại chút công đạo của những lần đó rồi. Chuyện phá hủy Nhân Điện lần này giao cho con đi. Liên minh còn cần cường giả bảo vệ để tránh hồn điện cũng làm chuyện giống như chúng ta, cho nên hiện thời vẫn còn hy vọng Hỏa Vân tiền bối tọa trấn nơi này. Tiêu Viêm chuyển hướng nhìn về phía Hỏa Vân lão tổ và Đan Tháp đại trưởng lão, nói, ta đi cùng con. Nhân Điện cũng có nhiều bí ẩn, cho dù là có bản đồ thì cũng rất khó tìm thấy. Dược lão nói với giọng thoáng ngập ngừng. Cũng được. Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi tần ngần nhưng cũng gật đầu. Hiện giờ, bên cạnh có Tử Nghiên cường giả tứ tinh đấu thánh, nên cường giả có thể uy hiếp họ ở Trung Châu này cũng không còn quá nhiều. Chỉ sợ chính điện chủ hồn điện
cũng khó có thể đánh bại nàng và lấy đi tính mạng của những người ở đây. Một khi đã như vậy thì các người cứ nghỉ ngơi trước đi, đợi 1-2 ngày hồi phục xong xuôi lại rồi hãng xuất phát đánh Nhân Điện. Dược lão vuốt râu, hung quang trong mắt lóe ra. Đã nhiều năm rồi, ông cùng với Tiêu Viêm đều trốn đông chạy tây trong sự đuổi giết của Hồn Điện, cuối cùng cũng hết khổ. Nếu không báo đáp, gấp trăm ngàn lần mối thù này thì sao có thể bằng lòng cho được. Phụ thân, Tiêu Viêm nhìn vào hư không, nhìn thấy Tiểu Tiêu Tiêu đang vui vẻ chạy đến thì trên khuôn mặt cũng nở o nụ cười ấm áp, hắn vội vàng tiến đến ôm thân người bé bỏng vào lồng ngực, một cảm giác ấm áp chậm rãi tràn ra trong lòng. Phụ thân, mẫu thân đâu? Tiểu Tiêu Tiêu mở đôi mắt to tròn đen nhánh nhìn phía sau Tiêu Viêm, ráo rác tìm kiếm bóng dáng ai đó. Ha ha, mẫu thân còn đang tu luyện, đợi nàng tu luyện xong sẽ về thăm Tiểu Tiêu Tiêu. Tiêu Viêm cười híp mắt đáp. Khi ôm Tiểu Tiêu Tiêu, trong miệng hắn đột nhiên phát ra âm thanh kinh ngạc. Hắn phát hiện, trong năng lượng màu bạc vốn chạy lung tung bát nháo cơ thể cô bé đang dần dần an tĩnh lại, hơn nữa theo sự biến chuyển của tâm thần của con bé của nàng mà dần dần biến hóa. Thiên phú tu luyện của Tiêu Tiêu rất mạnh, hơn nửa năm ngắn ngủi mà con bé đã điều khiển được nguồn năng lượng trong cơ thể. Bây giờ đã là một cường giả đấu tông hàng thật giá thật rồi đấy. Dược lão ở bên cạnh mỉm cười, nói. Đấu tông? Tiêu Viêm vuốt tóc Tiểu Tiêu Tiêu lại nhịn không được cười khổ một tiếng. Năm đó, khi mình đạt đến đấu tông không biết phải trả giá bằng bao nhiêu gian khổ, bây giờ Tiêu Tiêu căn bản chả phải làm gì cũng đạt được cấp độ này. Hồi tưởng lại thực sự làm người ta muốn bật khóc đây mà. Thêm nữa, con bé cũng rất nhạy cảm và hứng thú với luyện dược thuật. Ta tính đợi lúc nó lớn hơn chút nữa sẽ truyền thụ phần quyết cho nó, sau đó tìm cho nàng một loại dị hỏa chậm rãi thuần phục. Dược lão nhìn Tiêu Tiêu bằng ánh mắt tràn đầy từ ái rồi cười nói. Người quá nuông chiều nó rồi. Tiêu Viêm không biết làm sao, hắn mặc kệ Tiêu Tiêu, trong lồng ngực đang tò mò nhìn Tử Nhiên rồi trợn mắt to mắt nhỏ. Hắn lắc tay lấy ra một bình ngọc, bên trong bình có một giọt chất lỏng kim sắc lờ lững, mơ hồ phát ra dao động cực đoan kinh khủng. Đây là... Thấy giọt máu trong bình ngọc, sắc mặt Dược lão hơi đổi. Ông có thể cảm thụ được năng lượng đáng sợ ẩn chứa bên trong nó. Tinh huyết của một vị đã nửa bước vào cảnh giới đấu đế để lại. Tiêu Viêm cười rồi ném cho Dược lão, nếu như lão sư dùng thì có thể nhanh chóng đột phá đến nhất tinh đấu thánh. Dược lão cẩn thận tiếp lấy bình ngọc, lộn qua lộn lại ngắm nhìn hồi lâu, hiển nhiên ông đang do dự. Thứ này quá mức chân quý, không chỉ với ông mà đối với Tiêu Viêm cũng mang đến chỗ tốt không nhỏ. Con đã dùng qua một lần, hiện tại nếu dùng thêm thì hiệu quả không lớn. Lão sư hãy dùng rồi tranh thủ mấy ngày này luyện hóa nó, khi luyện hóa xong chúng ta sẽ đi Nhân Điện, huyết tẩy nơi này khỏi Trung Châu. Tiêu Viêm mỉm cười, không đợi Dược lão nói thêm gì đã xoay người kéo Tử Nhiên và Tiêu Tiêu đi ra sân. Dược lão nhìn bóng lưng Tiêu Viêm, một lát sau ông mới cười khổ một tiếng, nắm bình ngọc trong tay mà trong lòng cực kỳ ấm áp. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Viêm vẫn ở trong Tinh Vẫn Các. Lúc rảnh rỗi thì hắn truyền một ít đấu kỹ cho Tiêu Tiêu, rồi khi phát hiện thiên phú kinh người của con bé làm hắn kinh ngạc không thôi, mà cũng là lần đầu tiên hắn biết sợ trên đời. Chỉ e rằng đây mới chính là thiên tài thực sự, cái gọi là thiếu niên thiên tài. Năm đó, Thản Thản nếu so sánh thì phải gọi Tiêu Tiêu hiện thời là sư phụ. Năm ngày trôi qua, Tiêu Viêm coi như hưởng thụ tư vị của người cha, cảm giác này đột nhiên làm cho hắn cảm giác được bản tâm dần dần thành thục một cách chân chính. Hiện tại, hắn không thể tiếp tục làm những hành động theo cảm tính như hồi thiếu niên non nớt nữa, mà đã biết suy nghĩ kỹ càng. Đến ngày thứ 6, Dược lão cũng đã xuất quan. Nhìn khí thế mênh mông vô bờ mà ông phát ra, Tiêu Viêm biết được ông đã đột phá thành công tới cảnh giới nhất tinh đấu thánh. Đối với đột phá của Dược lão, Tiêu Viêm không cảm thấy ngoài ý muốn. Dược lão nguyên đã tích trữ vốn liếng rất lâu ngày, thêm tác dụng của tinh huyết yêu thánh thì việc thăng cấp là điều tất nhiên. Một ngày sau khi Dược lão đột phá, đám người Tiêu Viêm liền lặng yên biến mất khỏi Tinh Vẫn Các, chỉ một ít người thuộc cao tầng mới biết được hành động đầu tiên của Thiên Phủ Liên Minh, nhằm vào Hồn Điện rốt cuộc đã triển khai. Táng Thi Sơn Mạch là nơi giao nhau giữa Trung Châu và địa vực Tây Nam, bởi vì địa hình nên dẫn đến âm khí rất nặng, mà bên trong đó lại có pha lẫn thi khí đậm đặc. Đó là bởi vì phương viên mấy ngàn dặm ở đây đều được người dân xung quanh dùng làm nghĩa địa mai táng thi thể, cho nên Táng Thi Sơn Mạch cũng là một sơn lĩnh quỷ dị được tạo bởi những mộ phần. Tình hình chung thì nó là một nơi tịch mịch ít người lai vãng, không ai vui vẻ lui tới một nơi quỷ khí dày đặc như thế này làm gì. Vèo, bầu trời yên tĩnh bỗng có vài tiếng xe gió vang lên, lưu quang chớp tắt. Ở chỗ sâu nhất của dãy núi bỗng có mấy thân ảnh chậm rãi hiện ra. Họ đều nhìn vào chỗ sâu nhất của dãy núi, nơi đó cây cối tùm thuần một màu xám, không gian nơi đó trong lúc mơ hồ vẫn nhìn ra chút ít vặn vẹo. Bắc Đẩu Nhân Điện nằm ở chỗ sâu nhất của Táng Thi Sơn Mạch. Tuy nhiên có bố trí không gian bình chứng nên một khi đi vào sẽ bị phát hiện. Dược lão vừa nói vừa chỉ. Tiêu Viêm khẽ gật đầu rồi liếc về phía Tử Nhiên. Nàng cười rồi vẫy nhẹ tay áo, phiến không gian đang tĩnh lặng bỗng nổi lên dao động, rồi biến thành một lồng giam thật lớn bao vây kín mít cả phiến địa vực này vào. Tiến vào, không lưu lại người sống. Tiêu Viêm khẽ ngẩng đầu, trên khuôn mặt hiện sát khí lạnh giá. Hồn Điện, sau mười mấy năm mới trả thù, có tính là muộn quá không? Tới đây thì cũng kết thúc nội dung của tập 29 đấu phá thương khung phần 7 rồi. Các bạn nếu thấy hay hãy cho mình xin một like và comment những ý kiến của mình vào phần bình luận nhé. Đừng quên bấm đăng ký kênh và bấm theo dõi để cập nhật tập 30 sớm nhất nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.